Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh D19 ngày 20 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ bắc hoạt động yếu dần, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau: mây thay đổi, vùng thấp ngày nắng nóng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Qua theo dõi trên các khu vực của các huyện thị xã là Sapa, Văn Bàn và vùng giáp biên giới phía bắc của tỉnh, hiện đang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Người dân các khu vực này cần đề phòng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông, chủ động các biện pháp phòng chống cho cây trồng, vật nuôi, người và tài sản khi có mưa lớn xảy ra. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ từ 27-34 độ, độ ẩm trung bình 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 22-29 độ, độ ẩm trung bình 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ từ 27-34 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19-24 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22-29 độ, độ ẩm trung bình 80%.